việc. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Chủ shop chính thức lên tiếng xin lỗi Trương Thế Vinh, kết thúc ồn ào. Với danh nghĩa là người trong cuộc liên quan đến shop thời trang thì nu canh Trần Tùng Anh có trách nhiệm lên tiếng để mọi việc sớm được khép lại. Sau khi Trương Thế Vinh lên tiếng kết thúc vụ việc, trên trang cá nhân nu canh Trần Tùng Anh vừa đăng đàn dòng trạng thái với lời bày tỏ mong muốn dừng lại những tranh cãi đang diễn ra xoay quanh chiếc áo và tiền quảng cáo. Cụ thể anh bộc bạch: kết thúc vụ Trương Thế Vinh, do Facebook anh Dũng đang bị kẻ gian phá nên mình sẽ post lên Facebook cá nhân này của mình để kết thúc vụ Trương Thế Vinh. Tối qua mình và Vinh đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về sự việc xảy ra trong những ngày qua. Vinh và mình chẳng lạ gì nhau vì Vinh đã từng mượn đồ quay MV và đi dự sự kiện. Hình ảnh vẫn còn lưu đầy trên net trong data. Vinh nói có nhắn tin cho mình, nhưng vì tin nhắn của Vinh nằm trong phần request mình không nhận được nên Vinh đã cảm thấy không được tôn trọng, nổi nóng và post một cái status châm ngòi cho sự kiện ồn ào những ngày qua. Việc shop đăng hình Vinh đúng hay sai thì cả Vinh và shop đều có những lý lẽ riêng và có lẽ chỉ mang nhau ra tòa thì mới phân định được đúng sai một cách thỏa mãn nhất cho các bên. Tuy nhiên cả Vinh và mình đều không muốn chuyện này xảy ra vì thứ nhất nó không đáng, thứ hai cũng chẳng phải lạ lùng gì nhau để phải đối đầu một cách gay gắt bởi một người vỡ đầu thì kẻ còn lại cũng mẻ tráng. Vinh đã xin lỗi mình và ngược lại mình cũng đã xin lỗi Vinh. Vì trong lúc nóng giận, cả hai đều có những lời khó nghe và làm tổn thương nhau. Mình hy vọng câu chuyện đến đây là kết thúc và mọi người lại quay về ai làm việc nấy. Chúng ta không thể biết rằng có những lúc nào chúng ta lại va vào nhau và lại làm việc cùng nhau. Nhân tiện cũng xin thành thật cảm ơn và cáo lỗi cùng bạn bè, người thân, những người vô tình bị phiền hà vì những vụ lùm xùm trong những hôm vừa rồi. Trong dòng trạng thái mà nam ca sĩ đăng tải thay lời cho Thái Bá Dũng khi trang cá nhân của founder này đang gặp sự cố. Tuy nhiên, nu canh Trần Tùng Anh chỉ chia sẻ thông tin để khép lại sự việc và khóa hẳn các bình luận lạ. Có lẽ anh không muốn có thêm tranh cãi đáng tiếc vì câu chuyện này vốn dĩ đã đi quá xa. Có thể thấy câu chuyện này là bài học kinh nghiệm cho nhiều người, từ cả nhân vật trong cuộc đến những cá nhân xung quanh, bạn bè. Bởi lẽ nó không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà ai cũng phải chịu rất nhiều cơn thịnh nộ từ cộng đồng mạng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.